Tư lệnh Hải quân Trung Quốc tuần này nói rằng số lượng những cơ sở quân sự mà Trung Quốc xây trên những đảo ở Biển Đông phụ thuộc vào mức độ của mối đe dọa mà nước này đối mặt, dù Trung Quốc không tìm cách quân sự hóa. Trong tháng này, Bắc Kinh đã đáp 3 chuyến bay xuống bãi đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, khiến cho Việt Nam và Philippines giận dữ và Mỹ lên tiếng chỉ trích. Phát biểu trong cuộc hội đàm từ xa với tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson, tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi nói, những cuộc đáp máy bay này là để xem liệu sân bay có đạt tiêu chuẩn hàng không, dân sự hay không. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, việc này sẽ giúp cho Trung Quốc thực hiện tốt hơn nghĩa vụ quốc tế và phục vụ cho phần còn lại của thế giới, ông Ngô nói. Dù Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ chỉ dấu nào cho thấy là các hãng hàng không nước ngoài có thể được phép sử dụng sân bay mới. Ông Ngô Thắng Lợi nói, việc xây dựng những hòn đảo ở Trường Sa là biện pháp phòng vệ cần thiết, đồng thời chỉ trích một số nước và truyền thông thổi phồng một cách có ác ý. Ông nói, Trung Quốc chắc chắn sẽ không tìm cách quân sự hóa các đảo và bãi đá, nhưng không có nghĩa là không thiết lập phòng thủ. Phòng thủ tới mức bao nhiêu hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ của mối đe dọa mà Bắc Kinh phải đối mặt.